Nước uống tốt, sức khỏe vàng. Xin chào quý thính giả của chương trình Nước uống tốt, sức khỏe vàng. Như vậy là đến hôm nay thì có lẽ là quý vị cũng đã quen với khung giờ phát sóng của chương trình rồi đúng không ạ? Đó là từ 8:30 cho đến 9:00 thứ hai và 7:30 cho đến 8:00 sáng thứ tư hàng tuần trên tần số FM 99.9 MHz của Đài Tiếng Nói Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh VOH. Và chương trình này hân hạnh nhận được sự tài trợ của máy điện giải nước ion kiềm Panasonic, hotline 0909192102, website thegioidiengiai.com. Ngày nay, Nhật Bản là quốc gia có tuổi thọ trung bình cao nhất thế giới. Một trong những bí quyết cực kỳ quan trọng giúp người Nhật trường thọ và khỏe mạnh đó là uống nước điện giải ion kiềm mỗi ngày. Nguồn nước ion kiềm quý giá này là thành quả khoa học vĩ đại của các nhà khoa học hàng đầu Nhật Bản suốt hàng thập kỷ. Năm 1965, Bộ Y tế Nhật ra thông cáo dược phẩm số 763 khuyến khích người dân sử dụng nước điện giải ion kiềm để tăng cường sức khỏe và hỗ trợ điều trị bệnh. Nước ion kiềm góp phần phòng ngừa và hỗ trợ điều trị các bệnh mãn tính nguy hiểm như ung thư, tiểu đường, gút, cao huyết áp, đau dạ dày, viêm đại tràng và nhiều bệnh khác. Máy điện giải nước ion kiềm Panasonic được sản xuất 100% tại Nhật Bản. Panasonic là tập đoàn điện tử nổi tiếng thế giới với 100 năm tuổi, cam kết mang đến máy điện giải nước ion kiềm chất lượng quốc tế để bảo vệ sức khỏe người Việt. Máy điện giải nước ion kiềm Panasonic có bán tại hệ thống showroom thế giới điện giải khắp 3 miền, hotline 0909 192 102, website thegioidienggiai.com. Minh Phương, có bao giờ Phương nghe nhắc tới bệnh nhà giàu chưa? Bệnh nhà giàu hả? Cái bệnh mà cũng phân biệt giàu nghèo hả Bích Thảo? Có chứ. Vậy thì bệnh đó là bệnh gì chứ Minh Phương chưa có nghe về từ này, nó còn xa lạ lắm á. Vậy Phương nghe qua là bệnh gút chưa? Bệnh gút thì là biết, nhưng mà liên quan giữa gút với nhà giàu đâu? Bởi vì đây là một cái căn bệnh mà đa phần là những người có điều kiện ăn uống đầy đủ, ăn nhiều chất đạm như là tôm, cua, hải sản thuộc loại cao cấp không á, thì mới gây ra bệnh căn bệnh này. Cái này Minh Phương có nghe nữa, chỗ làm mình cũng có một vài người á kêu là hạn chế ăn hải sản, nhưng mà Minh Phương cũng không quan tâm lắm bởi vì tự thấy mình không phải là con nhà giàu cho nên chắc là không bị đâu ha. Không hẳn như vậy đâu nha. Bởi vì hồi trước bệnh gút người ta còn dùng những cụm từ ví dụ như là bệnh nhà giàu, bệnh cung đình hay là bệnh hoàng gia. Vì sao nó có tên như vậy Phương biết không? Bởi vì lần đầu tiên được phát hiện trong một gia đình hoàng tộc ở châu Âu. Và lúc đó thì cuộc sống ở trong những cái cung điện thì rất là xa hoa, thịt rồi những sản phẩm sữa rất là phong phú, nên là thành phần hoàng tộc thường ăn rất là nhiều. Mà khi duy trì chế độ ăn uống giàu đạm trong một khoảng thời gian dài như vậy thì cơ thể của chúng ta sẽ hấp thụ một lượng purin rất là cao, và điều này nó sẽ dẫn đến tình trạng là axit uric bất thường trong máu của chúng ta tăng lên, và đây là nguyên nhân gây ra bệnh gút đó. Thì ra là vậy. Nhưng mà cũng nói thêm là ngày nay thì việc ăn uống cũng dễ dàng hơn rồi, bởi vì thực phẩm cũng phong phú hơn. Do vậy thì bệnh gút cũng không phải là bệnh nhà giàu nữa, mà những người bình thường như chúng ta đây nè cũng có thể mắc bệnh luôn. Thậm chí theo số liệu thống kê thì số lượng những người có khẩu phần ăn bình thường thôi, thậm chí có mức sống bình dân thôi, cũng gia tăng cái tỷ lệ bệnh này. Mà Minh Phương chú ý nha, tỷ lệ này ở nam giới là rất là cao đó. Hồi nãy thì không quan tâm, nhưng mà nghe cái vụ mà nam giới mắc nhiều mà gọi là người bình thường mà cũng mắc nữa thì mình cũng hơi lo đó nha. Và một biểu hiện mà Bích Thảo cũng chia sẻ với Minh Phương và quý vị thính giả luôn, đó là bệnh này thì nhìn bề ngoài không có vẻ gì là nặng nề hết, nhưng mà nhiều khi nó sẽ khiến cho mình rất là phiền toái, bởi vì những cái cơn đau nhức sẽ khiến cho mình thức trắng đêm không có ngủ được, và việc mà thức trắng đêm không ngủ được sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả công việc của mình vào ngày hôm sau rất là nhiều. Nghe Bích Thảo nói thì ghê thiệt chứ. Thêm nữa là không phát hiện và điều trị kịp thời thì căn bệnh này sẽ dẫn tới những biến chứng rất là nguy hiểm. Minh Phương biết nó là gì không? Chắc phải nhờ Bích Thảo rồi đó. Tại vì Minh Phương nghĩ là mình sẽ không mắc bệnh này, cho nên mình cũng ít đọc thông tin về bệnh này lắm. Khi nãy chúng ta trao đổi là cái việc mà ăn nhiều đạm nó sẽ là một nguy cơ dẫn tới bệnh gút đúng không? Đúng rồi. Nhưng mà ngoài chế độ nhiều đạm thì có những cái tác nhân khác mà chúng ta cũng chú ý. Ví dụ như nước ngọt nè, nước tăng lực nè. Và cộng thêm chế độ ăn nhiều đạm sẽ là nguyên nhân dẫn đến căn bệnh này. Và có thêm một số liệu cũng rất là quan tâm, đó là nhiều nghiên cứu đã chỉ ra là có tới 75-84% bệnh nhân gút là uống bia thường xuyên, trung bình từ 7-10 năm. Minh Phương có trong số này không?
Minh Phương thì uống tự nghĩ là mình uống ít, với lại ăn thì cũng không ăn nhiều, nhưng mà nghe Bích Thảo nói thì cũng sợ. Nhưng mà nãy giờ Minh Phương nghe Bích Thảo phân tích nè, rồi chia sẻ thông tin thì thấy cũng lo, không biết sao, tại vì bản thân mình á, là mình cũng lơ là, rồi là chủ quan với sức khỏe của mình. Trước giờ thì Thảo biết rồi đó, Phương rất là thích ăn và muốn cái gì là ăn cái đó thôi, cũng không có nghĩ nhiều, rồi muốn uống gì là uống, chỉ cần thấy ngon miệng là được, nhưng mà nghe thì bắt đầu thấy sợ sợ rồi đó. Đúng rồi, thường á, khi mà chúng ta còn trẻ thì chúng ta hay có thói quen là thích gì thì chúng ta ăn đó. Khi mà ở độ tuổi cao hơn thì chúng ta thường có xu hướng là lựa chọn những cái thực phẩm nào tốt cho sức khỏe của mình. Và có cái... nói vui là healthy đó. Đúng rồi, và những cái điều mà Bích Thảo chia sẻ với Minh Phương nó chỉ là những cái sơ sơ thôi, là những cái nguyên nhân căn bản dẫn đến cái căn bệnh nhà giàu này thôi. Còn những cái thông tin bổ ích khác nữa mà Bích Thảo tin rằng là nhiều thính giả cũng như là Minh Phương chưa biết hẳn về căn bệnh này. Hôm nay mình có thời gian mà, thôi Bích Thảo nói luôn đi. Thôi không được, cái này phải bác sĩ nói thì mới là chính xác. Đúng rồi, đúng rồi, phải như vậy mới được. Và thưa quý vị, ngay sau đây, trước khi đến với phần tư vấn từ bác sĩ Đỗ Thị Ngọc Diệp, giám đốc trung tâm dinh dưỡng Thành phố Hồ Chí Minh về bệnh gút, đặc biệt là chế độ dinh dưỡng cho bệnh nhân gút, nên và không nên ăn những loại đồ ăn thức uống nào, thì xin mời quý thính giả cùng theo dõi một tiểu phẩm ngắn ạ. Xuân xuân ơi xuân đã về, xuân xuân ơi xuân đã về, về đây bên nhau. Ui, ta mệt nói thôi thôi về 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 gì đang lùng chết nẻo đó mà mừng mà cái gì trời chứ tôi hát với họ chứ lạ gì bà nghe chưa. Trời ơi, tôi làm sao đẹp gái quá hả? Quên đi. Quên cái gì mà quên, trời nó người người vậy thì phải công nhận đó chứ. Mệt mà quá, người ta đang lo thúi ruột nè ở đó mà giỡn giỡn hoài. Ủa, chính vì thấy bà ngồi lo lo buồn buồn nên ghẹo bà ăn tí cho bà vui mà. Sao chuyện gì nói đi, tôi là tôi xử hết cho. Đứa nào dám ghẹo bà nói. Ai thèm ghẹo tôi chi bà ơi, đang ế bệnh vững nè. Cái tôi lo là cái khác. Cái khác là cái gì? Bà nói nghe thử coi. Thì đó nè, coi đi. Ủa làm sao tự nhiên đưa phiếu khám sức khỏe cho tôi làm chi vậy? Thì coi đi rồi nói, mệt bà quá. Đâu đâu đâu, để tôi coi coi. Acid uric tăng cao. Trời ơi, cao dữ rồi ngang. Thì đó, vậy nên tôi mới lo. Lo gì? Mệt bà ghê bà hỏi, kỳ ghê. Thì tôi lo, tôi sợ, tôi bị bệnh nhà giàu á. Trời ơi, bệnh gút đó hả? Ừ, chứ bệnh gì nữa? Chưa chắc à nha, nhiều khi tối đó trước khi bà đi thử máu á, ăn nhiều hải sản quá nó cũng tăng cao vậy chứ bộ. Nhưng mà tối đó tôi không có ăn hải sản, tối đó tôi ăn uống bình thường à. Ôi, tôi nghĩ kiểu này chắc là tôi bị gút chắc chắn luôn rồi bà ơi. Mà bệnh đó rồi bà biết rồi, đau nhức mệt mỏi lắm. Chưa chắc luôn nghe, nên đi khám lại cho chắc ăn đi. Ờ, mà cũng đi khám chắc phải khám sớm mà bà ơi. Mà bà đó, ăn uống gì mà thất thường quá chừng. Đồ ăn thì nhiều đạm lại ít rau xanh hoa quả nữa chứ, hỏi sao không bệnh. Mình giờ đâu chỉ là ăn ngon mặc đẹp mà còn phải biết lựa đồ ăn thức uống tốt cho sức khỏe, kèm theo chế độ ăn phải hợp lý nữa. Có thời gian đâu bà ơi, làm suốt ngày bà không thấy hả? Ủa, tôi cũng như bà chứ bộ, làm thì ai cũng bận như ai, nhưng mà sức khỏe là trên hết bà ơi. Bà lo làm không có lo ăn uống đàng hoàng, lỡ hả đổ bệnh ra đó làm sao? Lỡ gì mà lỡ, tôi thấy là tôi giờ là tôi bệnh rồi phải đi bác sĩ nè. Mà tôi nói bà hoài, có nhiều cái đơn giản, ít tốn thời gian mà tốt cho sức khỏe, bà lại không có chịu làm. Ủa, gì đơn giản mà ít tốn thời gian mà tốt sức khỏe? Đó, thấy chưa? Nói hoài mà có nhớ đâu. Thôi, bà biết tôi rồi, bản thân biết rõ nhau quá, não cái dạng của tôi mà sao tôi nhớ nổi. Thôi, làm ơn này nhắc tôi lần nữa coi. Thì cái chuyện uống nước đó, nói hoài mà có thấy bà uống đâu. Thì bà biết rồi, công việc nó chất ngập đầu. Nhiều khi tôi ngồi tôi ráng tôi làm cho xong cái tôi quên bà ơi. Quên hoài. Đi có mấy bước là tới à. Nước sạch nước tốt ở công ty sẵn vậy không chịu uống. Mệt bà ghê á. Cái gì cũng muốn mà không chịu làm. Tốt cho mình chứ cho ai. Rồi được rồi được rồi, kỳ này tôi sẽ nhớ. Thôi, giờ nhớ liền giùm tôi một cái đi. Ra rót liền ly nước uống liền. Ừ biết rồi. Quý thính giả thân mến, chúng ta đang theo dõi chương trình Nước uống tốt sức khỏe vàng của kênh FM 99.9 MHz Đài Tiếng nói Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh VOH. Chương trình này đang được phát
vào thứ hai từ 8:30 đến 9:00 và ngày thứ tư thì từ 7:30 đến 8:00. Hy vọng là quý thính giả chúng ta vào những khung giờ mà chúng tôi vừa có đề cập thì chúng ta nhớ bật radio FM 99.9 để có thể theo dõi những thông tin hữu ích mà chương trình có đề cập. Và quý thính giả chúng ta cũng vừa có theo dõi một cái tiểu phẩm ngắn thì trong cái nội dung tiểu phẩm này có thể là có nhiều cái thông tin liên quan đến dinh dưỡng. Do vậy mà hôm nay thì chúng tôi sẽ tiếp tục mời đến trong chương trình bác sĩ Đỗ Thị Ngọc Diệp, giám đốc trung tâm dinh dưỡng Thành phố Hồ Chí Minh. Bác sĩ sẽ cùng tư vấn những cái nội dung mà quý thính giả chúng ta quan tâm. Và thưa bác sĩ Ngọc Diệp, có thể nói là cái vấn đề mà trong tiểu phẩm có nêu, tức là hiện nay cái bệnh gút nó đã phổ biến hơn hồi trước, thì Ngọc Thảo thắc mắc là vì sao nó lại như vậy bác sĩ ạ? Xin chào Ngọc Thảo, xin chào quý thính giả. Chúng ta thấy nhiều người bệnh gút hơn khi mà chúng ta đi ra ngoài đường, hoặc là đi làm, hoặc là đi chơi đâu đó. Điều này là rất là đúng. Bệnh gút thì phổ biến và gặp nhiều hơn ở các nước phát triển, nơi mà có cái điều kiện kinh tế cao hơn. Thứ hai là tuổi thọ cao hơn. Và tại Việt Nam mình thì cũng như vậy. Chúng ta nằm ở trong cái xu hướng là trước đây chúng ta là một cái nước có thu nhập thấp, sau này thì chúng ta đã chuyển sang là nước có thu nhập trung bình. Và bây giờ thì chúng ta cũng biết là nhiều người có cái điều kiện sống tốt hơn, cho nên là chúng ta đã thấy là nó có liên quan đến sự gia tăng bệnh gút. Lý do nó liên quan trực tiếp là do là cái chế độ ăn của chúng ta nó thiên về những cái thực phẩm có nhiều chất đạm. Thứ hai là chúng ta cũng ăn quá nhiều chất béo. Và điểm thứ ba là chúng ta cũng tiêu thụ nhiều bia rượu. Và điểm thứ tư thì nó cũng liên quan đến cái việc là chúng ta thực hành một lối sống không thật sự là lành mạnh. Và đây chính là những cái nhóm nguyên nhân mà tác động khiến cho bệnh gút gia tăng. Bên cạnh một yếu tố nữa là liên quan đến tuổi thọ, vì bệnh gút cũng có liên quan đến tuổi thọ. Tuổi thọ càng cao thì cái nguy cơ mắc các cái bệnh liên quan đến cái tuổi thọ, mà trong đó có bệnh gút, là sẽ tăng lên. Dạ, nhưng mà bệnh gút thì nếu mà đối với sức khỏe của chúng ta thì nó có những cái ảnh hưởng cụ thể như thế nào, những cái biểu hiện ra sao bác sĩ? Chắc chắn ảnh hưởng đầu tiên của bệnh gút đối với sức khỏe là nó hạn chế cái khả năng đi lại của chúng ta. Bởi vì gần như những người bị bệnh gút thì sẽ có những cái biểu hiện là nó tổn thương chủ yếu là tổn thương ở khớp. Và vì tổn thương gút là tổn thương ở khớp cho nên sẽ hạn chế đi lại. Gút còn là một cái loại bệnh mà nó làm tổn thương nhiều cơ quan khác trong cơ thể và gây rối loạn chuyển hóa, chứ không phải là bệnh gút là chỉ nổi lên những cái nốt gút ở khớp. Nốt gút là người dân thì hay gọi vậy, nhưng mà đó chính là các cái tinh thể virus nó nằm ở trong khớp và nó làm cản trở vận động. Như vậy cùng tóm tắt với nhau là nếu bị bệnh gút thì trước tiên là gây tổn thương, chủ yếu là tổn thương ở xương, ở khớp, và làm hạn chế đi lại. Và hạn chế đi lại thì chắc chắn sẽ ảnh hưởng tới rất nhiều vấn đề. Là một người mà hạn chế vận động là sẽ sinh ra nhiều bệnh khác, ví dụ như sẽ làm tăng nguy cơ mắc các bệnh như là đái tháo đường, tăng huyết áp, bị béo phì, bị rối loạn chuyển hóa. Thứ hai là làm trì trệ trong con người của mình. Còn cái điểm nữa là chắc chắn là một người hạn chế đi lại thì chắc chắn là sẽ không thể nào mà có cái cơ hội nghề nghiệp tốt, thu nhập sẽ giảm sút. Tác động xấu thứ hai của bệnh gút là gây ra tình trạng tàn phế. Tác động xấu thứ ba của bệnh gút là nó có thể gây ra rối loạn chuyển hóa. Và những cái rối loạn chuyển hóa này nó sẽ làm cho cơ thể của chúng ta gây tổn thương chủ yếu là ở hệ thống tuần hoàn và ở hệ thống thần kinh. Dạ, nhưng mà có chữa trị được dứt điểm hay không hả bác sĩ? Bệnh gút thì có thể chữa trị được. Còn có thể hết hoàn toàn được hay không thì có nhiều trường hợp không thể chữa hoàn toàn được. Nhưng mà việc mà chúng ta đẩy lui cái cơn cấp tính của bệnh gút là chúng ta làm được. Thứ hai là chúng ta đã có những cái thuốc để điều trị, có thể là điều trị gần như là chúng ta có thể phục hồi lại gần như ban đầu cái tình trạng tổn thương của bệnh gút gây ra nếu chúng ta phát hiện sớm và điều trị kịp thời. Còn trong trường hợp chúng ta đã để bệnh gút nó tiến triển nặng, nó làm tổn thương khớp chẳng hạn, thì chúng ta không có thể phục hồi cái khớp đó lại được, trừ một cái cách duy nhất là chúng ta thay khớp. Nhưng mà bên cạnh cái điều trị bằng thuốc thì chắc chắn là bác sĩ sẽ có những cái khuyến cáo về dinh dưỡng đối với những cái người mà không may lỡ mắc cái bệnh này, thì những cái khuyến cáo đó cụ thể là như thế nào, ví dụ như trong ăn ra sao, trong uống như thế nào, và những cái thực phẩm nào cần đưa vào cơ thể, những cái thực phẩm nào chúng ta không nên đưa vào cơ thể? Chúng ta biết là bệnh gút là có một cái cơ chế là do cái sự tích tụ quá mức acid uric ở trong cơ thể. Và acid uric này thì được tạo ra ở trong cơ thể trong trường hợp mà chúng ta ăn quá nhiều thực phẩm có nhân purine. Vì vậy thì chúng ta sẽ biết ngay là rõ ràng là dinh dưỡng là có liên quan đến bệnh gút, và nó có thể là cái yếu tố tác động khiến cho bệnh này xuất hiện nhiều hơn.
chúng ta sẽ cùng với nhau xem là những thực phẩm nào người bệnh gút nên tránh. Đầu tiên là những thực phẩm nào mà bất nhất trong thành phần của nó có nhiều purin thì chúng ta cần phải tránh. Và purin thì có ở đâu? Có nhiều, thứ nhất là ở trong các thực phẩm có nhiều chất đạm ở trong đó. Vậy là chúng ta sẽ biết ngay là nhân purin sẽ có nhiều ở trong các loại thịt, cá, tôm, cua, kể cả trứng, kể cả sữa. Đấy là những cái thực phẩm mà chúng ta cần phải hạn chế khi mà chúng ta mắc bệnh gút. Thứ hai là cái yếu tố môi trường, nó tác động, nó khiến cho cái việc mà chuyển hóa các cái thành phần, các cái acid uric ở trong cơ thể nó nhiều hơn và nó sẽ lắng đọng ở trong khớp nhiều hơn, là cái yếu tố môi trường. Môi trường mà nó bị acid hóa thì chúng ta có nhiều người, người ta vẫn ăn rất nhiều thịt cá và thậm chí là nhiều hơn so với khuyến nghị nhiều, nhưng mà người ta lại cân đối chế độ ăn làm cho môi trường trong cơ thể của người này không có bị acid, thì cái quá trình mà chuyển hóa để tạo ra nhiều acid uric nó bị giảm xuống. Vậy chúng ta sẽ chú ý đến cái thực phẩm thứ hai mà cái nhóm thực phẩm thứ hai mà chúng ta cần phải chú ý chính là các loại nước ngọt, nước có ga, đặc biệt là bia rượu. Thì bởi vì là bác sĩ Ngọc Diệp và Ngọc Thảo hai người là nữ thì cũng không uống bia rượu, cho nên không thể nào mà có cái cảm nhận như những cái người nam mà đã bị bệnh gút, là khi uống bia rượu nhiều thì bột phát cái cơn đau cấp tính của bệnh gút và người ta rất là sợ uống bia rượu. Và bây giờ chúng ta sẽ tìm ra một yếu tố liên quan nữa, đó chính là nam giới bị bệnh gút rất là nhiều, nữ ít bệnh gút lắm, liên quan đến cái việc tiêu thụ bia rượu nhiều. Vậy là cái nhóm thực phẩm thứ hai cần phải hạn chế, đó chính là bia rượu. Nhóm thực phẩm thứ ba chúng ta cũng cần phải hạn chế, ít khi chú ý, đó chính là các loại nước lèo mà hầm ra từ các loại xương. Bởi vì là khi chúng ta hầm các loại xương ra thì trong các cái chất mà nó tiết ra từ các loại xương khi mà chúng ta hầm, đặc biệt là chúng ta hầm áp suất hoặc là chúng ta hầm riu, là nó có rất là nhiều cái nhân purin. Vậy là có 3 nhóm thực phẩm quan trọng mà chúng ta cần phải hạn chế khi không may mắc bệnh gút. Như bác sĩ Ngọc Diệp có đề cập đến cái việc mà uống rượu bia, thì Ngọc Thảo có nhớ có một cái tỷ lệ là hơn 70% là những cái bệnh nhân mà gút là uống rượu bia thường xuyên trong một cái thời gian cũng khá là dài, là từ khoảng 7 đến 10 năm. Đó thì có thể nói là cái những cái ảnh hưởng nó cũng rất là nghiêm trọng từ cái việc mà chúng ta uống rượu bia quá nhiều trong một cái thời gian quá dài và mắc rất là nhiều bệnh, trong đó có cái bệnh gút như bác sĩ Ngọc Diệp có đề cập. Như vậy thì bác sĩ có thể nói thêm, nãy bác sĩ có nói về cái ăn rồi, thì bác sĩ có thể nói thêm về cái uống đi ạ. Về những cái người bệnh gút chắc chắn là không nên uống rượu bia, đúng không ạ? Hạn chế thấp nhất. Rồi ngoài ra còn có những cái thực phẩm như thế nào về thức uống ạ? Đối với thức uống thì ngoài rượu bia thì chúng ta còn có một cái nhóm nước có ga và nhóm nước ngọt. Vì nước có ga và nước ngọt thì sẽ làm acid hóa trong cơ thể, và đó là cái môi trường để chuyển hóa rất là nhanh và rất là mạnh các cái nhân purin thành các acid uric, và các acid uric này sẽ lắng đọng nhiều ở trong khớp, tích lũy dần thành những cái tinh thể urat. Và khi mà chúng ta nhìn chân của những người bệnh gút ấy, đặc biệt là những cái chỗ mà khớp nó lồi ra, ví dụ như là ngón chân cái hoặc là cái phần trên của khớp gối, thì chúng ta sẽ thấy nó có những cái u ra, thì chúng ta gọi là u gút, nhưng bản thân nó đó chính là các cái tinh thể urat, do là chúng ta tiêu thụ bia rượu, uống nhiều nước ngọt, uống nhiều nước có ga. Và đây là điều mà chúng ta phải hết sức chú ý, bởi vì đôi khi chúng ta không chú ý, chúng ta không phòng ngừa được. Bên cạnh đó là chúng ta còn có những cái nghiên cứu, chúng tôi có những cái nghiên cứu liên quan đến cái việc mà ăn của những người bệnh gút, thì chúng tôi còn nhận thấy là những người bệnh gút là những người người ta thích ăn các cái món mà có nhiều nước lèo ở trong, hoặc là ví dụ như ăn phở hoặc là ăn bún, thì thường là những người này là trong một thời gian rất là dài là họ uống hết tất cả các cái loại nước lèo đấy, tức là chúng ta ăn với rất là nhiều nước lèo. Thì rõ ràng là Ngọc Thảo thấy nếu mà chúng ta ăn phở hay ăn bánh canh hay là bún bò Huế chẳng hạn, thì rõ ràng là chúng ta hầm xương này, nhưng mà chúng ta phải có nhiều nước thì cái món này nó mới ngon. Thì có những người, ví dụ như tôi là bác sĩ dinh dưỡng, tôi biết là không nên uống ăn quá nhiều nước lèo, thì tôi chỉ ăn cả cái phần phở kèm theo các loại nước để cho đảm bảo cái phần ăn của chúng ta ngon hết thôi, còn bao nhiêu nước lèo còn thừa thì tôi thì thường là tôi không bao giờ
tôi tận dụng các loại nước lèo. Nhưng mà chúng tôi thấy những người bệnh gút là người ta uống các cái loại nước lèo này rất là nhiều. Vậy đây là nước trong thực phẩm, trong món ăn, nhưng mà chúng ta cũng cần phải liệt kê vào đây để chúng ta chú ý là nên hạn chế. Dạ. Và cũng giống như chủ đề kỳ trước mà chúng ta có đề cập về cái bệnh dạ dày á, thì trong ngày hôm nay thì bác sĩ Diệp đã đề cập cũng khá là chi tiết và tỉ mỉ về cái bệnh gút. Thì một cái thực đơn như thường lệ, bác sĩ Ngọc Diệp có thể cho quý thính giả chúng ta có thể tham khảo ạ. Kính thưa quý thính giả, trước khi mà chúng ta bàn về thực đơn thì chúng ta sẽ liệt kê ở đây những thực phẩm mà người bị bệnh gút nên tránh. Đầu tiên thì chúng ta sẽ thấy là chúng ta cần phải hạn chế các loại thịt đỏ. Tiếp theo thì chúng ta cần phải hạn chế các loại hạt đậu, bởi vì trong các loại hạt đậu cũng có thành phần để tạo ra nhiều các cái acid pyric. Tiếp theo nữa thì chúng ta phải hạn chế tất cả các loại phủ tạng. Và một trong những thực phẩm mà chúng ta cần phải hạn chế đó chính là các loại xương hầm lên. Rồi thực phẩm nữa chúng ta cũng cần phải hạn chế đó các loại măng. Và một số các loại thực phẩm mà chúng ta ăn rất là nhiều, mà người bệnh gút ăn rất là nhiều, người Việt Nam ăn rất là nhiều, ở miền Nam chúng ta ăn rất là nhiều, đó là các loại khô. Ví dụ như cá khô, tôm khô, những loại này chúng ta cũng cần phải hạn chế. Chúng ta hạn chế như vậy thì sau khi tôi nêu ra một thực đơn thì hôm nay chúng ta có một thực đơn ví dụ cho một ngày. Các ngày khác thì quý vị hãy chú ý là chúng ta phải loại những thực phẩm này ra khỏi chế độ ăn hàng ngày. Vì phải kiêng quá nhiều thứ cho nên phần lớn những người bị bệnh gút rất là căng thẳng. Bây giờ tôi sẽ ví dụ một thực đơn như thế này. Buổi sáng những người bị bệnh gút, chúng ta sẽ ưu tiên là chúng ta có thể ăn bánh cuốn, ăn bánh ướt, chúng ta có thể ăn xôi. Và nếu ăn xôi thì chúng ta nên ăn các loại xôi như là xôi mặn. Và đã là ăn xôi mặn thì chúng ta phải chú ý là đừng ăn pate. Không ăn pate vì pate là làm ra từ gan. Chúng ta có thể ăn chả bông với xôi, hoặc là chúng ta có thể lựa chọn xôi đậu đen và xôi đậu xanh. Và khi ăn các loại đậu này thì chúng ta chú ý là nấu với một cái hàm lượng vừa phải. Tỷ lệ của chúng ta là vào khoảng 15% là các loại đậu, còn lại là chúng ta sẽ ăn nếp. Vì là chúng ta ăn các loại ăn sáng mà có nhiều nước thì không có lợi, nên chúng tôi mới tư vấn là chúng ta có thể chọn là bánh ướt, bánh cuốn, xôi, bánh mì. Trong trường hợp để chúng ta thay đổi cái chế độ ăn thì chúng ta vẫn có thể ăn các loại món ăn sáng truyền thống, nhưng mà chúng ta không ăn nhiều nước lèo. Tiếp theo thì chúng ta sẽ ăn trưa. Bữa trưa đối với những người bị bệnh gút thì chúng ta sẽ ưu tiên dựa trên những cái thực phẩm có nguồn gốc từ thực vật và có dầu chất đạm thì sẽ tốt hơn. Chúng tôi sẽ xin tư vấn cho món ăn mặn, là món thường thường chúng ta quan tâm, đó chính là chúng ta ăn món đậu hũ sốt cà. Và tự tay sốt cà nhé, đừng mua nước sốt cà cho vào. Chúng ta cũng có thể ăn đậu hũ luộc, hoặc là chúng ta ăn đậu hũ chiên thông thường. Món rau thì chúng ta sẽ ăn các loại rau xanh. Và các loại rau xanh thì khi nấu canh thì chúng ta nên nấu canh một cách là đơn giản thôi. Chúng ta không nhất thiết phải nấu canh với thịt. Chúng ta nấu canh thông thường là hoàn toàn có thể đạt được cái yêu cầu rồi. Tiếp theo thì món xào thì phần lớn những người bệnh gút thì chúng tôi xin tư vấn là chúng ta nên chọn món luộc hơn là xào. Chúng ta có thể là chọn bông cải luộc, chúng ta ăn với canh rau muống. Buổi chiều thì chúng ta sẽ ăn cơm, chúng ta sẽ chọn món ăn mặn thứ hai. Và món ăn mặn thứ hai chúng tôi muốn tư vấn với các quý vị bệnh gút là chúng ta sẽ lựa chọn là món thịt gà kho gừng. Và chúng ta sẽ ăn rau. Ăn rau thì đương nhiên là chúng ta sẽ phải ăn canh rau. Và chúng ta ăn rau xào. Thì hôm nay chúng ta thay vì chúng ta ăn canh rau thì chúng tôi sẽ xin tư vấn chúng ta có thể ăn canh khoai mỡ. Và canh khoai mỡ thì quý vị nên nấu với tôm và nên bỏ phần đầu, và chúng ta chỉ sử dụng một loại thịt của tôm thôi. Nếu chúng ta ăn với một người bị bệnh gút và chúng ta ăn cái lượng tôm nấu canh là khoảng 30g thì chúng ta sẽ không lo lắng gì về bệnh gút. Còn trường hợp chúng ta không chú ý, chúng ta nấu rất là nhiều tôm thì chúng ta mới lo lắng về cái việc tác động xấu đối với bệnh lý của mình. Vậy chúng ta sẽ tư vấn là người bị bệnh gút sẽ nấu canh tôm và nấu với canh khoai mỡ. Lượng tôm chúng ta nấu trong khoảng từ 10 đến tối đa là 30g cho một phần ăn. Về phần rau thì chúng tôi xin tư vấn là chúng ta sẽ ăn ớt chuông. Ớt chuông hay còn gọi là ớt Đà Lạt để chúng ta xào. Nếu chúng ta không muốn xào có thể nướng lên. Vậy là chúng ta cũng khá là đơn giản. Chúng ta đã ăn sáng, ăn trưa, ăn tối. Lượng ăn thì chúng tôi xin khuyến nghị như sau. Với người bị bệnh gút thì lượng thịt hoặc là cá tính tương đương thì chúng ta nên ăn vào khoảng 70g một bữa. Không nên ăn quá nhiều hơn 70g. Đây là phần chúng ta đã làm sạch rồi. Chúng ta có đậu hũ, chúng ta có cá hoặc là chúng ta có thịt gà.
bây giờ chúng ta sẽ có bữa phụ cho người bị bệnh gút. Vì lý do là người bị bệnh gút cũng không nên để tăng cân, sẽ làm tổn thương, làm nặng thêm cái khớp mà đang phải viêm, đang bị nặng quá, phải cần điều trị. Thì chúng ta sẽ chọn bữa phụ. Bữa phụ chúng tôi xin tư vấn với người bị bệnh gút là chúng ta có thể sử dụng sữa chua, chúng ta cũng có thể sử dụng sữa đậu nành. Và điều quan trọng nữa là nếu chúng ta không bị thừa cân béo phì thì chúng ta hoàn toàn có thể chọn một số các loại bánh bích quy. Và những loại bánh bích quy này thì chúng ta nên chọn những loại bánh mà có nhiều chất xơ, bánh nguyên cám hoặc là bánh làm từ yến mạch. Về nước uống thì cần phải chú ý là những người bị bệnh gút thì lại càng nên uống nước nhiều. Bởi vì nếu chúng ta uống nước nhiều thì chúng ta sẽ dễ dàng thải acid uric ra khỏi cơ thể nhiều hơn. Chúng ta nên chọn các nước kiềm, nước ion hóa. Và chúng ta cũng ưu tiên chọn các loại nước mà chúng ta có thể là chế biến một cách rất là tự nhiên, là các loại nước thảo dược mà chúng ta cũng có thường là sử dụng, ví dụ là trà xanh hoặc là vối. Đây là những loại nước tốt đối với những người bị đái tháo đường. Dạ, có một cái thông tin mà chắc Ngọc Thảo cũng xin muốn hỏi bác sĩ Ngọc Diệp là trong cái thực đơn thì bác cũng có nói là mình cũng ăn rau xanh á, thì cái thông tin liên quan đến cái nước mà ion kiềm bác cũng có nói, thì có cái thông tin là cái nước ion kiềm nó cũng có cái tính kiềm cao như rau xanh hay là như thế nào ạ? Rau xanh thì có tính kiềm, chính xác rồi. Nước kiềm thì bản thân nó đã là nước kiềm rồi. Vậy có thay thế nhau được không? Thì chúng ta không thay thế nhau được. Bởi vì rau có tính kiềm là khi vào trong cơ thể nó sẽ chuyển hóa và nó sẽ mang trong bản thân của nó các cái ion, nó làm kiềm hóa cái môi trường ở trong cơ thể. Nhưng rau còn cung cấp chất dinh dưỡng. Ngoài cái việc là có nhiều kali, nhiều magie thì rau còn có rất là nhiều vitamin nhóm B, có rất là nhiều vitamin C và lại cung cấp cho chúng ta chất xơ, cả chất xơ hòa tan và không hòa tan, rất là tốt đối với những sức khỏe của chúng ta, đặc biệt là với người bị bệnh gút. Như vậy thì rau thì ngoài cái việc là mang tính kiềm, làm cho môi trường của cơ thể là có tính kiềm, giúp cho bệnh gút được phục hồi tốt hơn, thì nó còn có một cái vai trò quan trọng là cung cấp chất dinh dưỡng. Thì cái này là nước kiềm không làm được. Nhưng nước kiềm thì lại làm được một việc là không cần chuyển hóa, nó đã kiềm sẵn rồi, do nên nó sẽ trung hòa nhanh các cái acid ở trong môi trường của cơ thể người bị bệnh gút là đang bị acid. Tiếp theo nữa, vì nước kiềm là nước đã được điện phân nên chúng ta gọi là nước điện giải kiềm, thì phân tử nước nó nhỏ cho nên nó sẽ làm cho cái quá trình chuyển hóa nó nhanh hơn, nó lôi acid uric ra khỏi cơ thể nhanh hơn. Vậy hai cái này là nên phối hợp, kết hợp với nhau. Và hy vọng là quý thính giả chúng ta cũng nhớ được những cái ý chính mà bác sĩ Đỗ Thị Ngọc Diệp, giám đốc trung tâm dinh dưỡng thành phố Hồ Chí Minh cũng đã có đề cập, đặc biệt là những cái thức ăn mà chúng ta nên tránh khi mà lỡ không may chúng ta bị bệnh gút. Và một lần nữa cảm ơn bác sĩ Đỗ Thị Ngọc Diệp, giám đốc trung tâm dinh dưỡng thành phố Hồ Chí Minh đã dành thời gian cho chương trình Nước uống tốt sức khỏe vàng của Đài Tiếng nói Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh phát trên kênh FM 99.9 MHz ngày hôm nay. Ngày nay, Nhật Bản là quốc gia có tuổi thọ trung bình cao nhất thế giới. Một trong những bí quyết cực kỳ quan trọng giúp người Nhật trường thọ và khỏe mạnh đó là uống nước điện giải ion kiềm mỗi ngày. Nguồn nước ion kiềm quý giá này là thành quả khoa học vĩ đại của các nhà khoa học hàng đầu Nhật Bản suốt hàng thập kỷ. Năm 1965, Bộ Y tế Nhật ra thông cáo dược phẩm số 763 khuyến khích người dân sử dụng nước điện giải ion kiềm để tăng cường sức khỏe và hỗ trợ điều trị bệnh. Nước ion kiềm góp phần phòng ngừa và hỗ trợ điều trị các bệnh mãn tính nguy hiểm như ung thư, tiểu đường, gút, cao huyết áp, đau dạ dày, viêm đại tràng và nhiều bệnh khác. Máy điện giải nước ion kiềm Panasonic được sản xuất 100% tại Nhật Bản. Panasonic là tập đoàn điện tử nổi tiếng thế giới với 100 năm tuổi, cam kết mang đến máy điện giải nước ion kiềm chất lượng quốc tế để bảo vệ sức khỏe người Việt. Máy điện giải nước ion kiềm Panasonic có bán tại hệ thống showroom thế giới điện giải khắp 3 miền, hotline 0909 192 102, website thegioidienggiai.com. Thưa quý vị cũng đã nghe những chia sẻ từ bác sĩ Đỗ Thị Ngọc Diệp, giám đốc trung tâm dinh dưỡng thành phố Hồ Chí Minh, tư vấn về chế độ ăn uống dành cho những người mắc bệnh gút. Chúng tôi hy vọng đây sẽ là những thông tin hữu ích và cần thiết cho tất cả quý vị, đặc biệt là đối với những người nếu đã lỡ không may mắc phải căn bệnh này. Và một điều quan trọng không kém mà Bích Thảo cũng nhắc lại cùng quý thính giả, đó là bên cạnh việc sử dụng thuốc để điều trị căn nguyên của bệnh, thì bệnh nhân gút cần có chế độ ăn uống và sinh hoạt phù hợp, đảm bảo hiệu quả điều trị để phòng chống tái phát sau này. Mặt khác, khi có chế độ ăn uống sinh hoạt điều độ và khoa học thì đó cũng là phương pháp phòng bệnh hiệu quả. Bởi vì như những gì mà chúng ta phân tích ở trên thì bệnh gút phát nguồn từ miệng mà ra.
Và thưa quý vị, những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại 30 phút của chương trình Nước uống tốt sức khỏe vàng. Hẹn gặp lại tất cả quý vị vào 8:30 sáng thứ hai tuần sau cũng trên tần số FM 99.9 MHz của Đài Tiếng nói Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh VOH. Và nếu như quý vị có những thắc mắc hoặc là góp ý cho chương trình, đừng ngần ngại hãy gửi thư về cho chúng tôi theo địa chỉ email nuocuongtotsukhoevang@gmail.com. Máy điện giải nước ion kiềm Panasonic hân hạnh tài trợ chương trình này. Hotline 0909 192 102, website thegiaidiengiai.com. Nước uống tốt sức khỏe vàng. Ngày nay Nhật Bản là quốc gia có tuổi thọ trung bình cao nhất thế giới. Một trong những bí quyết cực kỳ quan trọng giúp người Nhật trường thọ và khỏe mạnh đó là uống nước điện giải ion kiềm mỗi ngày. Nguồn nước ion kiềm quý giá này là thành quả khoa học vĩ đại của các nhà khoa học hàng đầu Nhật Bản suốt hàng thập kỷ. Năm 1965, Bộ Y tế Nhật ra thông cáo dược phẩm số 763, khuyến khích người dân sử dụng nước điện giải ion kiềm để tăng cường sức khỏe và hỗ trợ điều trị bệnh. Nước ion kiềm góp phần phòng ngừa và hỗ trợ điều trị các bệnh mãn tính nguy hiểm như ung thư, tiểu đường, gút, cao huyết áp, đau dạ dày, viêm đại tràng và nhiều bệnh khác. Máy điện giải nước ion kiềm Panasonic được sản xuất 100% tại Nhật Bản. Panasonic là tập đoàn điện tử nổi tiếng thế giới với 100 năm tuổi, cam kết mang đến máy điện giải nước ion kiềm chất lượng quốc tế để bảo vệ sức khỏe người Việt. Máy điện giải nước ion kiềm Panasonic có bán tại hệ thống showroom thế giới điện giải khắp 3 miền. Hotline 0909 192 102, website thegiaidienzai.com.